Trong mùa hè, sự bài tiết mồ hôi gia tăng, quá trình trao đổi chất của cơ thể cũng được đẩy mạnh. Cơ thể bị mất một lượng nước khá lớn sẽ khiến nồng độ máu giảm, độ kết dính trong máu tăng cao, dễ dẫn đến những bệnh lý có liên quan đến máu, làm tăng tỷ lệ nguy cơ cho tim và não. Bên cạnh đó, nhiệt độ tăng cũng là yếu tố tác động huyết áp tăng lên, làm nhịp tim tăng lên. Nắng nóng ảnh hưởng đến bệnh lý tăng huyết áp, nhưng mà nhiệt độ tăng thì cũng là yếu tố thúc đẩy huyết áp tăng lên. Các bệnh nhân thường sinh hoạt ở trong phòng lạnh, ra nhiệt độ nóng đột ngột, hoặc là từ cái nhiệt độ ở bên ngoài môi trường nóng để vào phòng lạnh đột ngột, thì ở cái mạch máu trạng thái đang được điều hòa giãn nở bình thường, khi vào cái nhiệt độ lạnh gây co mạch đột ngột, tăng huyết áp đột ngột. Cũng giống như bệnh tim, người mắc bệnh tăng huyết áp trong mùa hè, nếu ngủ không ngon giấc sẽ xuất hiện hiện tượng ban đêm huyết áp tăng. Như trường hợp của bệnh nhân này bị tăng huyết áp đã nhiều năm nay. Mỗi năm vào mùa hè, bà phải vào viện điều trị vài lần. Lần này, bà bị đau đầu, chóng mặt lúc nửa đêm, không thể chịu được, gia đình đã đưa tới viện. Tôi nhập viện hôm nay là 5 ngày. Thì trước lúc mà bị là nửa đêm là bị tự nhiên nó đau đầu, xong là nó chóng mặt, xong là nhìn nó cứ tròn hết thì không nhìn thấy gì, xong rồi nó bước dậy đi lại là nó cứ lao đầu vào những cái cột ấy chứ. Thế xong là về sau thấy nó ấy quá là nó mới bò ra giường nằm. Thì nằm là kéo cái huyết áp của nhà gia đình là vẫn có cái huyết áp để đo. Thế là tôi mới lấy cái huyết áp của cháu tôi mới đo thì nó lên 164. Thì tôi bảo hiện tượng này là huyết áp nó cao rồi, thì tôi lấy một viên thuốc huyết áp tôi uống. Uống thì từ lúc 11 giờ đêm đến 1 giờ 13 phút thì nó lại tăng cao quá, xong nó chóng mặt không thể chịu được, thì nó gọi cho con trai là xuống để dìu mẹ lên để đi xe xuống đến đây, xuống đến bệnh viện đa khoa này là vào phòng cấp cứu là 3 giờ. Là vào phòng cấp cứu là các bác sĩ cấp cứu là cho tôi là cho uống thuốc, xong là cho tiêm, thì là một lúc thì là thế nó đỡ xuống 170, thì là cho lên khoa này là vào phòng điều trị từ hôm bị đến nay. Tôi bị đến khoảng độ tầm chục năm rồi, nhưng mà cũng không nhớ là năm nào nữa, nhưng mà cứ hầu như là hình như năm nào tôi cũng phải nhập viện, tại vì nó cứ huyết áp nó tăng này là phải đi. Cứ thấy hiện tượng là phải đi chứ sợ, cho nên không dám ở nhà. Lần đầu tiên ở 2017 là tôi là nặng hơn. Lần này là cũng tương tự, như cũng tình trạng nó cũng cứ đau đầu, chóng mặt, trong hoa mắt, xong rồi không nhìn thấy gì, xong rồi bắt đầu hàm mặt nó căng, nó cứng ra, thế là kiểu như là nó khó nói. Thường buổi tối là khó ngủ, bứt rất khó chịu, khó ngủ, nên là những cái yếu tố đó tác động làm bệnh nhân là tăng huyết áp về đêm. Tăng huyết áp là một bệnh mà phải nói là hiện nay rất nhiều người mắc phải. Trước đây thì người ta thấy với những người mà trên 50 tuổi hoặc là có tuổi thì mới bị tăng huyết áp. Tuy nhiên gần đây người ta thấy với cái người trẻ lại là thí dụ như mới có 40 hoặc là dưới 40 cũng tăng huyết áp và kéo dài suốt mấy chục năm sau. Chưa kể là cái hệ quả của cái tăng huyết áp là làm cho tai biến. Đó là một trong những cái mà ta rất là ngại. Và người ta thấy rằng trong tổng số 100 người bị tăng huyết áp thì gần như là 30%, tức là khoảng 30 người trong số 100 người đó đi đến cái là tai biến mạch máu não. Đó là một cái hệ quả mà người ta thấy là không tốt. Do vậy mà cái vấn đề đặt ra làm sao để ổn định huyết áp, hoặc là điều trị huyết áp như thế nào mà để huyết áp luôn luôn ổn định, chứ không phải ta làm hạ huyết áp rồi sau đó huyết áp tự nó lên, tức là không bình vững. Đây, ở đây chúng tôi thấy rằng một cái yêu cầu đặt ra đối với cái tăng huyết áp là gì, là làm sao là vừa hạ áp, vừa an thần, vừa lợi tiểu và giúp là chống sơ mỡ. Y học người ta chứng minh rằng là tăng huyết áp đưa đến cái sơ mỡ động mạch, và ngược lại là sơ mỡ động mạch cũng đưa đến cái tăng huyết áp. Như vậy là cái hệ quả nó là lúc nào nó cũng đi đôi, chứ không phải chỉ có tăng huyết áp mới bị sơ mỡ. Do vậy mình làm sao để cái thành mạch của mình nó bền vững, đó là một trong những cái yêu cầu của cái điều trị tăng huyết áp. Cái thứ hai là ngủ cho nó ngon. Cái thứ ba
là cái thành mạch nó bền như đã nói, và cái lợi tiểu thì vừa phải thôi, tại vì người ta chỉ điều trị cả mức lợi tiểu. Tuy nhiên ở trong này cái vấn đề đặt ra là ổn định huyết áp và bền thành mạch. Thì tôi giới thiệu ngay với lại tất cả quý vị là cái công ty Nespaco đã có một cái sản phẩm là Afarin. Cái sản phẩm này là cái công dụng chính của nó là ổn định huyết áp. Tôi xin nhắc lại là ổn định huyết áp. Trên cái cơ sở nào? Trên cái cơ sở là hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch. Đó là cái mà đặt ra. Và cái rõ ràng là cái công thức bài thuốc đặt ra là cái vị đầu tiên là di quân, có nghĩa là chủ trong cái bài thuốc này là hoa hòe. Cái rutin tức là vitamin B trong cái hoa hòe là từ lâu người ta đã chứng minh rằng nó làm bền thành mạch. Đó là một trong những cái mà là đặt lên hàng đầu. Cái vị địa long tức là con trùng đất, cái lumicrin ở trong cái trùng đất là từ lâu lắm rồi. Cái y học của cái trung y và tất cả các y học khác, các nước châu Á, thì người ta thấy rằng cái địa long không những nó làm bền thành mạch, nó ổn định được huyết áp, mà đặc biệt là nó hỗ trợ cho cơ thể là tăng cường cái sức đề kháng đối với lại các cái bệnh lý khác, chứ không riêng gì với cái bệnh tăng huyết áp đó. Và để đề phòng tai biến mạch máu não, người ta cũng đưa cái địa long vào trong cái bài thuốc của họ để mà điều trị. Và hiện nay trên thị trường là cái vị thuốc nào mà người ta ghi là chống là tai biến mạch máu não luôn luôn có địa long. Đó là cái ý của cái vị địa long. Và đặc biệt là cái hạ khô thảo, cái này nếu mình nói rộng ra thì nó chỉ là hỗ trợ là giải độc gan thôi. Tại sao nó có công này? Xin thưa là đối với đông y nó có ba thể tất cả. Thứ nhất là can ngõ vượng, có nghĩa là triệu chứng của nó nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, mất ngủ. Nhưng mà chính cái chỗ là chóng mặt, hoa mắt, mặt hồng, mắt đỏ, đó là đông y nó cho là can hỏa vượng. Phép trị là gì? Phép trị là bình can giáng hỏa. Như vậy cái vị hạ khô thảo nó đi trong cái bài thuốc này, trên cái nền bài lục vị, nó giải quyết được cái là can hỏa vượng, tức là bình can giáng hỏa. Cái thể thứ hai của đông y đó là nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai. Là vì sao? Vì thận là khai khiếu ra tai, cho nên một khi ù tai nóng trong xương, rồi rối loạn cương dương hoặc là di mộng tinh, mà đặc biệt là huyết áp tăng cao, thì đó là cái thể này là thận âm hư. Cho nên là phép trị của nó là bổ thận âm. Và trong cái đơn của bài này là bài lục bị, tức là thuộc địa Hoàng Sơn, Sơn Thù, Đạch Tả, Bạch Ninh. Đơn bì là cái bài thuốc chuẩn, có nghĩa là bài thuốc nền cho cái Afarin này để điều trị là cái tăng huyết áp, và đặc biệt là ổn định huyết áp lâu dài. Và một cái thể thứ ba của đông y là nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, có ù tai, nhưng đặc biệt là với những người béo phì. Đây là một cái thể đông y gọi là đàm thấp, nghĩa là gì? Nghĩa là cái thành mạch của họ bị sơ vữa rồi, và đặc biệt là ăn cứ lúc nào cũng cứ khạc nhổ, hay tức ngực, khó thở và hay ho. Thì đó là thể đàm thấp. Và ở trong cái bài thuốc này, cái vị hạ khô thảo rồi với cái địa long, nó giúp cho giải quyết, làm cho vừa bền thành mạch mà đồng thời là giải quyết được cái chứng tăng huyết áp của cái thể đàm thấp. Tóm lại, Afarin của cái công ty Nespaco, thực ra cái bài thuốc này là đã sử dụng hơn 20 năm, và cái hiệu quả của nó là giúp cho huyết áp là ổn định lâu dài, chứ không phải là còn uống thì nó còn, nhưng mà khi ta không uống nữa, chỉ trong vòng có một tuần thì nó lại tăng lên. Cái điều đó không có đúng. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với Đông Dược Nespaco. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ngay bên dưới nhé.